Chiều ngày 13 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Con Tum, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Con Tum và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, Trung tâm Tiêm chủng VNVC tỉnh Con Tum ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Theo thỏa thuận hợp tác Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam tặng cho đoàn viên, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Con Tum và công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Con Tum mũi vaccine uống ván hấp thụ trị giá 149.000 đồng một mũi một người. Mũi vaccine tiêm phòng lao BCG trị giá 70.000 đồng một mũi một người. Đồng thời tặng 6.000 phiếu ưu đãi giảm giá sản phẩm và hỗ trợ miễn phí khám sàng lọc, tư vấn trước và sau tiêm. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Tum và công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm thông tin tuyên truyền về nội dung chương trình hợp tác, quảng bá các dịch vụ chính sách ưu đãi của công ty cổ phần vắc xin Việt Nam. Ngoài ra, các bên thường xuyên trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện chương trình, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn vắc xin. Chương trình nhằm nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động của tổ chức công đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, mang lại sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.